Lý do tại sao anh lại mở tiệm bánh mì hả? Thì đây là cái mơ ước của anh từ khi anh bắt đầu đi làm ở McDonald's ở bên Úc á. Thì anh tự hỏi bản thân anh là tại sao cái burger của nước ngoài họ không, có thể là không giống như là bổ cho sức khỏe nhiều bằng bánh mì Việt, và rõ ràng là bánh mì Việt ăn ngon hơn, theo mình cảm nhận là như vậy. Mà tại sao ở nước ngoài thì burger rất là nổi tiếng, còn bánh mì Việt Nam mình cũng nổi tiếng, nhưng mà mình cảm thấy vẫn còn có cái gì đấy mình có thể làm được. Và mình rất là mơ ước mình sẽ tự mở được một cái tiệm bánh mì của riêng mình. Thì lúc đấy thì thích mơ mơ thôi, nhưng mà làm gì có tiền. Thì khi mà mình cảm thấy có thể vay mượn bạn bè một chút xíu để mở thì nó thỏa mãn cái đam mê của mình. Thật sự thì đây là những điều không tưởng mình sẽ khó có thể nghĩ được trong cuộc sống 5-10 năm trước hay gì đấy. Đầu tiên là số tiền mình bỏ vào một tiệm bánh mì. Thật ra thì mình nghĩ là như thế này, đó là chắc là sẽ mọi người sẽ ủng hộ, một nhóm người đó sẽ ủng hộ. Nhưng mà để mà từ lúc giây phút mở cửa là 6 giờ sáng, mình đã tìm được khoảng 10-20 bạn, thì mình nghĩ là chắc khoảng 10-20 bạn mình sẽ làm khoảng 1 tiếng xong hoặc là như thế nào đấy. Thế nhưng mà cái tốc độ làm ở đây thì là hai người đứng làm bánh mì không kịp, bởi vì mình làm thì có cả công đoạn ép bánh mì nữa, cũng phải chờ rồi có đi nước đi kèm và các cả thứ, thì nó sẽ mất thời gian hơn. Và khi đấy thì đoàn người cứ đến và họ bắt đầu phải đứng dưới trời nắng, thì mình cảm thấy rất là tệ. Và sau đó thì đến khoảng 10 giờ thì hệ thống quá tải, cả người cũng quá tải, làm không nổi rồi, điện cũng quá tải, cũng bị cúp. Thì thật sự là quá sức tưởng tượng của mình. Và nhưng mà mình cũng mong là cái bánh mì của mình nó đủ ngon để mọi người quay lại đây ăn vì nó ngon. Thật sự thì sáng nay đúng ra là có cả delivery lẫn cả ship, nhưng mà bọn mình tắt, và kể cả order qua điện thoại bọn mình cũng không nhận, bởi vì hiện nay thì như bạn thấy là làm ở đây cũng còn chưa kịp thì không dám nhận ở xa nữa. Rồi cũng có rất là nhiều bạn đến muốn chụp hình cùng với mình, thế nhưng mà mình thật sự là đầu óc rất là rối bời và có rất là nhiều việc mình phải làm, mình cũng không chụp hình được. Mình cũng cảm thấy, nói chung là có nhiều cái mình cũng cảm thấy có lỗi, ví dụ mình không thể tương tác được những bạn ủng hộ, rồi các bạn phải đứng trời nắng. Thật sự mình cảm thấy rất là tội là đứng ở dưới trời nắng cực như vậy để chờ để ăn một cái bánh mì. Mình có nói là có thể mai các bạn quay lại ngày kia ngày kia, nhưng mà các bạn vẫn quyết tâm đứng, thì mình cảm thấy như là mình muốn là sẽ làm tốt hơn cho những ngày tiếp theo. Nói bây giờ nó hơi sớm và bản thân mình cũng chẳng biết được rồi mình sẽ phát triển như thế nào, đúng không? Thì thật sự mình muốn đẩy mạnh cái thương hiệu bánh mì này đã, lên đến khoảng 3-4 tiệm, 5-7 tiệm gì đó. Rồi sau đó nếu như mà bắt đầu nó chạy ổn định và nó có những cái sự đầu tư lâu dài rồi, thì mình có thể sẽ nhảy sang những cái mảng khác được, như là mình thích trước đây nuôi heo, đầu tư nông nghiệp này kia. Thì mình thấy được là những cái đấy là những cái mình muốn làm, nhưng mà muốn thì muốn đấy thôi. Ví dụ như là cái tiệm bánh mì này mình muốn 10 năm trước thì bây giờ mình mới làm được, thì những cái gì mình muốn có khi 10 năm sau mình mới làm được. Thì cứ từ từ từng cái một. Có rất là nhiều bạn kêu nói là đã đây nhân viên tự như nào đó, các bạn muốn làm thì như đây. Các bạn đến đăng ký về quản lý, xin đơn đăng ký xong thì thời gian làm có thể là phù hợp thì vô thôi. Ở đây là part time, có cả part time, có cả full time, có cả casual dành cho những bạn mà muốn đi làm lấy kinh nghiệm.